Quý vị và các bạn thân mến, yếu sinh lý là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới hiếm muộn vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên, kém may mắn hơn không có nghĩa là tuyệt vọng. Nhiều công trình nghiên cứu hiện đại ngày nay dựa trên bài thuốc y học cổ truyền đã hỗ trợ rất tốt trong việc hỗ trợ tăng cường sinh lý và mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng. Lấy bài thuốc đông y làm gốc kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP giúp quá trình chuyển hóa các tinh chất có trong dược liệu vào cơ thể người bệnh được hấp thu tối đa. Ngoài ra, nguồn trồng dược liệu cũng luôn được đơn vị này đảm bảo theo hướng hữu cơ an toàn. Đó là lý do dòng sản phẩm Gen X luôn được tin dùng và đáp ứng mọi nhu cầu từ những khách hàng khó tính nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.